Trời ơi, cái gì vậy? Tiên! Cái gì vậy Tiên? Ui dạ. Cái gì mà la ầm ầm dưới vậy trời? Lấy đồ ra mà cũng không xong nữa hả? Đi xuống đây. Trời ơi, đang nhổ cặp trong mày mà cũng không yên với chồng nữa, mệt vậy. Nhìn đi, em giặt đồ kiểu gì vậy? Hả? Lem tùm lum tà lá. Cái áo nào kiểu bông hoa hòe kiểu này hả? Ồ, cái áo này nó bị bay màu hả? Hay là nó bị lem màu? Nó bị ra màu, em hiểu không? À, ra màu có cái đồ khác nó lem qua đây. Chứ còn cái gì nữa, em giặt đồ em phải lựa đồ màu, đồ màu, đồ trắng, đồ trắng. Nó lem tùm lum tà la gì? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Mặc sao? Hả? Thì bây giờ đền cho người ta đi, cái này rẻ bèo mà. Em nói chuyện kiểu vậy, biểu sao tiệm mình không ế? Ủa, sao anh đổ thừa em? Cái chuyện mà tiệm mình ế là tại anh á. Anh suốt ngày anh bỏ anh đi chơi hoài. Tại vì tiệm ế, anh mới bỏ đi chơi. Còn em ở nhà, nhiệm vụ em chỉ có bỏ đồ vô giặt thôi. Mà cũng không xong nữa là sao? Đó, đó, anh vừa nói đó. Lúc trước anh việc chỉ cho em á là anh nói cái này dễ lắm, chỉ việc bỏ đồ vô rồi lấy đồ ra phơi thôi. Anh đâu có nói em là lựa đồ ra. Trời ơi, bây giờ em còn nói thừa anh được hả? Em phải biết là lựa đồ trắng ra đồ trắng. Bây giờ nó lem mà em còn nói gì nữa hả? Thiệt chán em quá. Anh vừa nói gì? Anh nói anh chán em hả? Vậy thì đừng có nói chuyện với em nữa. Ai thèm nói chuyện với em làm gì? Chán thiệt chứ. Tôi khổ vậy trời ơi. Cái gì nữa? Thôi đến đi, tự nhiên khóc hả? Em buồn quá à. Tự nhiên bây giờ hả? Anh nói anh chán em, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Cái này là hiện tượng của những người thay lòng đổi dạ. Anh có người khác đúng không? Anh không có. Không có thì sao anh lại nói em là anh chán em? Này là anh có chắc luôn nè. Cái gì vậy, anh không có thiệt mà. Không có thiệt thì sao anh chán em, rồi anh còn la em nữa. Tại em nói chuyện ngang ngược anh mới nói vậy, chứ làm gì anh có chuyện người khác. Nhưng mà anh nói anh chán em, anh không muốn nói chuyện với em nữa là anh chán em rồi. Ê, ừ, chán á, thiệt luôn á. Anh la em. Quân, Quân ơi, sáng giờ điện thoại mày kêu mà nhức hết đầu tao luôn ấy. Kiểm tra xem nào, ai gọi mày? Ây, xin lỗi, xin lỗi. Ai gọi? Hết tôi rồi. Tiên gọi 20 mấy cuộc luôn. Nghe Tiên ơi. Ê. Chưa nghe đâu. Chết, gọi nữa kìa. Nghe máy đây đi. Nhắm nghe mày ơi, thiệt. Sao hả? Dương, giúp tao ơi, giúp tao. Giúp gì? Giúp tao đi, thiệt. Ê, tao không phải đầu bếp của vợ chồng mày. Cứ cãi nhau quá là tao nấu ăn, mày đem về định vợ mày. Thì giúp tao đi, chị hình là hồi tối qua tao đi sinh nhật của mày, tao mới ở đây với mày. Bây giờ mày giúp tao đi, mày nói tao nghe đi. Bây giờ cái con đường mà tới gần trái tim là phải chám cái bao tử đúng không? Giúp tao đi. Ơi, vợ ơi, chồng về rồi nè. Tiên ơi Tiên, mở cửa cho anh đi. Em ơi, anh có cơm chiên thần thánh cho em nè, ngon lắm. Mở cửa cho anh đi Tiên. Vợ ơi, ôi, mở cửa đi. Vợ gọi. Em, anh xin lỗi mà. Anh nói là anh tắt cái camera của anh đi. Thôi mà, mở cửa cho anh vô nhà đi. Anh có cơm chiên thần thánh ngon lắm. Không, anh tắt camera của anh đi. Sao vậy quá chứ? Rồi, tắt rồi, mở cửa cho anh đi. Tại vì em không muốn thấy bản mặt của anh. Ủa, không muốn nhìn thấy mặt anh thì gọi điện thoại thường được rồi, gọi video call làm chi? Tại vì em muốn anh phải thấy bản mặt của em. Nè, anh nhìn đi. Thấy rồi, gương mặt thật là xinh đẹp của Tiên, vợ yêu dấu của anh. Anh có thấy cái gì vương vương vấn vấn trên cái mặt của em không? Là mụn đó, là vết thâm, là nhăn đó, anh thấy không nè. Nhăn quá trời nhăn luôn nè, thấy không? Chỉ một đêm thôi, một đêm anh bỏ em thôi. Mà bây giờ hả, em già nua, em nhăn nhúm. Trời ơi, em xấu quá nè. Ôi, xin lỗi mà. Mà nè, anh
bỏ em một mình như vậy anh vui lắm đúng không? Không, không vui, không vui gì cả. Không vui tại sao không về nhà? Anh nói thiệt đi, là anh có vui không? Thì có vui chút xíu thôi. Đó, em biết mà, vui cho nên mới bỏ nhà đi như vậy, bỏ em ở nhà một mình để em sống với lại mấy cái cục mụn này nè. Anh đó nha, anh dám bỏ vợ bỏ con mình ở nhà để mà đi thác loạn nguyên một đêm. Không, không có thác loạn, anh chỉ uống bia với lại chơi game thôi hả? Cái gì? Anh chơi game hả? Ê, không phải cái game đó, không phải cái game đó em ơi. Tiên, quay. Ê, Tiên ơi, mở cửa cho anh. Dạ. Ui à, đau quá. Ôi, ôi, đây, 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 cái cổng này ra nè. Ừ. Dạ, đáng ngứa quá. Ê, đụng em bây giờ. Nhầm. Dạ. Nhầm. Ừ. Đâu không nghe gì hết hả? Thì em nói đi anh nghe mà. Cái máy giặt nó kêu tin tin rồi kìa. Chàm, đi xuống lấy đồ ra đi. Chứ em không lấy, anh đang bận mà. Anh làm như là em rảnh gì đó, em cũng đang bận mà. Em nhổ chân mày thôi, còn anh đang bảo vệ lãnh thổ, chuyện nào lớn hơn? Bây giờ anh mà không xuống là em cho anh vô lãnh cung đó nha. Liệu cái đi không? Chàm, đi xuống tắt đi, cái máy nó kêu tin tin nhức đầu quá hả? Ôi, ôi, ôi. Sao? Chết chứ. Cho chừa. Thua luôn rồi. Thua chứ thôi, thua thì đi xuống lấy đồ ra đi. Em đã bỏ đồ vô giặt rồi thì anh phải lấy ra chứ. Vô anh em ơi, ở công ty có nhỏ nào bén không? Đã đi đâu mà biết. Mai tao đi với mày. Tao sợ mày đi. Mày đi luôn. Thôi khùng hả, tự nhiên à. Mày giờ đủ để mày sợ gì nữa. Thôi, nhà chơi điện tử uống bia vui hơn. Lại vừa đuôi à. Nào ra mở cửa đi. Bộ mày hả? Mày điên quá, mới chơi tay lúc sáng rồi. Chắc vợ mày á. Mày ra mà cửa dễ đi. Dễ gì, dễ gì, vợ tao qua hả? Con Tiên mà qua đây hả, tao quýnh nó học máu rồi đuổi về luôn á. Tiên.